Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 27 tháng 12 năm 2021. Ngày hôm nay thì Nguyễn bán tất cả những mặt hàng nó rất là bình dân, rất là nhiều mặt hoa đẹp và giá nó bình thường và nó rẻ, chỉ vài trăm nghìn, một vài trăm nghìn là các anh chị và các bạn chúng ta có thể sưu tầm được ha. Mọi người chúng ta mua hàng thì vui lòng gọi qua số 0961 851 766. Bé Thảo nhân viên bên em sẽ trực nghe và trả lời điện thoại của các anh chị. Zalo, Facebook cũng là Lan Rừng Nguyễn Lâm các anh chị. Cũng không để các anh chị và các bạn chúng ta chờ đợi lâu thì Nguyễn cũng sẽ quay camera ra phía sau và quay cây cho các anh chị và các bạn chúng ta xem ngay bây giờ. Đây, Nguyễn cho các anh chị và các bạn xem những cái lô ki mà Nguyễn trồng từ những cái mắt ươm nhỏ này nè các anh chị thấy không? Nó lý nhí như thế này thôi, trồng thô như thế này thôi, chỉ có vỏ thông không thôi. Thì rễ nó tự động là nó cắm xuống mặt chậu rồi các anh chị, đây nè. Đó, vỏ thông bên em sử dụng là sau này tụi em chỉ sử dụng cái loại vỏ thông New Zealand như thế này nè các anh chị. Cái loại này rất là nhiều các anh chị và các bạn mua vỏ thông ở bên em và về sử dụng á, phải nói là khen rất là nhiều và có phản hồi rất là tích cực về cái loại vỏ thông này. Và nói chung là trong quá trình tụi em trồng nhiều năm á, thì đây là cái loại vỏ thông mà Nguyễn ưng ý nhất, tốt nhất từ trước đến giờ các anh chị. Nó rễ nó không có bị dị ứng với lại cái vỏ thông này. Và bên cạnh đó là cái loại vỏ thông này là người ta đã xử lý nấm rồi, cho nên là các anh chị và các bạn chúng ta trồng á, nó không có bị nấm giá thể ha. Nó không có bị nấm giá thể đâu. Đây mình lấy cho các anh chị và các bạn xem đây là cái chậu hồng yến nè. Các anh chị và các bạn xem nhiều lần rồi thì cái giá thể trong này nó đã cũ nè, nhưng mà các anh chị và các bạn nhìn xem, mình bới lên cho mọi người xem nè. Nó không có nấm giá thể các anh chị, người ta xử lý rất là hay, nên cái loại vỏ thông này trồng phải nói là rất là bảo đảm, sạch sẽ. Ở đây Nguyễn trồng không có dùng phân bón gốc luôn, cho nên là cái giá thể nó rất là sạch lắm. Thì từ những cái cây nhỏ như thế này mình nuôi một thời gian sau thì nó sẽ lớn lên. Đó, nó đẹp như thế này. Thì giống ở trong vườn tụi em cứ trồng nhỏ như thế rồi nó lớn lên như thế này, cây thắt ngọn đẹp thì mình sẽ xuất bán cho các anh chị. Giống cây ở trong vườn thì đây, cây mẹ này cứ lớn lớn và già già như thế này thì mình cắt xuống ươm ki. Là giống cây ở trong vườn tụi em nè các anh chị, là nó luân chuyển ở trong vườn, có nghĩa là cây già thì cắt xuống ươm rồi mình trồng lên. Đây những cây phú thọ này, những cây nái thì sắp tới thì mình sẽ cắt xuống để ươm ki rất là nhiều. Giống với các anh chị và các bạn chúng ta khỏi lo ha, cây mẹ rất là nhiều ở đây nè. Các anh chị xem chậu HO nè, bên trong không có cái phân gốc nào luôn nha các anh chị, cây nó phát triển nè, các anh chị thấy mê không? Đây chậu HO này nữa, các anh chị thấy đâu có phân đâu, đây nè, đó chậu HO nè. Bên em xài không có xài phân bón gốc nha các anh chị. Đây nữa nè, chậu HO nè, những cái chậu nái như thế này các anh chị thấy đâu có phân bón gốc đâu nè. Cây này, cây nó rất là đanh cây luôn, cứng cáp. Đây là những cái cây lớn này thì là những cái cây mà nó lớn á, Nguyễn để lại để sau này thì nó sẽ thành những cái bụi nái. Còn những cái cây mà Nguyễn xuất cho các anh chị là những cái cây nhỏ nhỏ vậy thôi, cho nó ít tiền ha. Rồi Nguyễn cũng xin bắt đầu vào video trong ngày hôm nay luôn nha. Ở đây Nguyễn có một chậu hồng mỹ nhân, tổng nó chắc khoảng tầm 12 cm á, thân mẹ 8 cm, trời lỡ 4 cm, mập ú như thế này, giống chuẩn ở trong vườn, tất cả các cái mắt gốc nó còn nguyên và rất là to đây nè các anh chị nè. Về nè, cái bụi này các anh chị nào biết chăm thì nó sẽ thành một bụi hồng mỹ nhân nái nha, tại vì nó mập ú như thế này. Trên này thì có thể làm được vài kỳ. Chậu này 12 cm, chất lượng như thế này thì giá là 12 triệu nha các anh chị. Tại vì cây nó mập múp như thế này rồi, giá là 12 triệu cho chậu hồng mỹ nhân này nha. Có 2 kỳ 5 cánh trắng Nha Trang, một kỳ nhỏ xíu như thế này thôi nè. Cây này thì chắc tầm 1,5 cho đến 2 cm thôi, nhỏ xíu thế này. Đó, nhỏ xíu nha các anh chị. Có được 3 cọng rễ nha, ba cọng rễ và rễ nó như thế này. Thì anh chị nào muốn sưu tầm giống ít tiền thì mua cái kia này, giá là 1 triệu ha, 5 cánh trắng Nha Trang.
Còn anh chị nào có điều kiện hơn thì mua cái kia này, kia số 2. Kích thước nó tầm 12 cm. Rễ thì rất là nhiều và đã thuần chậu đây nè. Đây, rễ đầu xanh nó chui ra ngoài luôn rồi nè các anh chị. Đó, rễ nhiều ở trong này. Thì cái chậu số 2 năm cánh trắng Nha Trang này giá là 2 triệu rưỡi nha các anh chị nha. 2 triệu rưỡi năm cánh trắng Nha Trang. Cây này mà đương thời của nó thì nó chắc khoảng tầm 6-70 triệu vậy đó. Hiện tại bây giờ thì mình rất là mừng là lan nó đã xuống giá một cách rất là sâu, để cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm giống những cái cây này thuộc dạng VIP ngày trước, hồi đầu năm thôi chứ chưa nói là những cái năm về trước đâu. Thì bây giờ mọi người chúng ta có điều kiện sưu tầm ha. Giá 2 triệu rưỡi cho chậu số 2 năm cánh trắng Nha Trang. Mặt bông năm cánh trắng Nha Trang các anh chị và các bạn chúng ta xem ha. Bông này nó rất là độc lạ, rất là dễ phân biệt. Nó không lẫn vào những cái mặt bông nào khác. Đôi mắt rất đẹp. Đây là những cái chậu năm cánh trắng chân thành. Năm cánh trắng chân thành thì Nguyễn vẫn bán là đồng giá là 1 triệu một cây nha các anh chị nha. 1 triệu một cây. Đây là đặc sản của tỉnh Bình Phước, cực kỳ chuẩn giống nha các anh chị. Chậu số 1 ở đây gồm một cây và một mắt ngủ ở đây. Đồng giá là 1 triệu một cây. 5 sen. Chậu số 1, chậu số 2. Chậu số 2 thì là một mắt ươm, một mắt một cây khỏe đẹp như thế này. Rễ thùng chậu rồi. 5 sen. Đây, các anh chị xem giá thể của chồng này. Nó khô vậy. Như thế này các anh chị về muốn chăm bón phân kiểu gì cũng được ha. Chậu số 3. Chậu số 3 thì ngày trước mình trồng bằng cái vỏ thông Việt Nam. Tuy nhiên là cây nó vẫn phát triển đẹp như thế này. Ở đây nó là cái phần ngọn mà mình cắt đi đó, thì nó còn rất nhiều mắt ngủ đây nè. 1 2 3 4 4 5 cái mắt ngủ ở đây nè. Cây này được 7 cm. Giá là 1 triệu ha. Chậu chân thành số 4. Đây là còn một cái mắt ngủ ở đây. Cây này thì thắt ngọn rồi. Đó, nó như thế này ha. 7 cm. Giá là 1 triệu. Chậu chân thành số 5. Chậu chân thành số 5. Như thế này, thắt ngọn rồi. Cây này thì cũng tầm hơn 6 cm. 6 cm. Giá là 1 triệu. Thì năm cánh trắng chân thành Nguyễn vẫn bán thường xuyên là như vậy ha. Mặt bông nó quá đẹp như thế này. Anh chị nào muốn sưu tầm chuẩn giống năm cánh trắng chân thành, sổ tại Bình Phước, cây này là sổ tại Bình Phước nha các anh chị, nó thuộc huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, thì các anh chị mua, đồng giá là 1 triệu một cây ha. Cây năm cánh trắng mắt nai bé bé cho các anh chị và các bạn xuống chúng ta sưu tầm ha, chỉ có 180.000 một cây thôi. 180.000 một cây năm cánh trắng mắt nai. Ở đây là cây ươm chuẩn giống nha các anh chị. Chậu số 1, cây đã thắt ngọt. 180.000. 5 cm. Chậu số 2. Cây này thì còn vài mắt, cái mắt ngủ ở đây. Cây này thì vừa chớm thắt ngọt, được 6 cm. 180.000 một cây. Chậu mắt nai số 3, năm cánh trắng mắt nai. 6 cm. Thắt ngọt. Rễ của nó đây. Chậu số 4, chậu mắt nai số 4. Đây, rễ của nó đây. Cây này thì vừa thắt ngọn luôn. Cây này thì cũng tầm 6 cm. Chậu mắt nai số 5. Tất cả đều là cây ươm tự nhiên ha. Rễ của nó đây các anh chị. Cây này cũng thắt ngọn và nó cũng chỉ tầm 6 cm. Thì đồng giá hết là 180.000 một cây. Mặt bông cây năm cánh trắng mắt nai thì nó cũng bình thường, bình dân, đẹp. Nguyễn thấy là đẹp. Cây này thì dễ chơi, dễ hoa, dễ trồng nữa. Thân của nó thì nó thuộc cái dòng mảnh nhỏ ở trong miền Nam. Hoa rất là thơm ha. Năm cánh trắng của chi. Ở đây mình có 3 cây thôi. Cũng là cây ươm tự nhiên. Bên em trồng các anh chị nhìn giá thể là biết ha. Đây. Cây số 1. Năm cánh trắng của chi. 6 cm. Thắt ngọt. Đồng giá là 300.000 một cây nha các anh chị nha. Cây của chi số 2. Đây. Cái dòng này thân nó mảnh nhỏ nha các anh chị. 5 cm đã thắt ngọt, để ấm chậu ha. Cây củ chi số 3. Cây này thì chắc cũng tầm 5 cm thôi. 5 cm. Cây này cũng thắt ngọt, rễ thì cũng ấm chậu rồi. Đó, có 3 cây năm cánh trắng củ chi. Mặt bông năm cánh trắng củ chi thì nó rất đẹp ha. Cây này thì nó cũng là một cái dạng cây quốc dân, kiểu như cây phú thọ vậy đó. Nên mình chỉ có 3 cây thôi.
khi nào những cái lứa kỳ nào đẹp đẹp thì mình sẽ lấy ra bán ha, chỉ có 3 kỳ như thế này thôi. Một cây mình vẫn thường xuyên bán đó là cây hồng K1. Đó, kỳ tụi em trồng tới nay là đã thắt ngọn như thế này. Cây kỳ năm nhất ha. Đó, cây trồng ở trong kia. Thì mình lấy ra những cái cây đẹp như thế này. À, bữa nay mình lên 10 kỳ ha. Đồng giá là 400 nghìn một kỳ nha các anh chị, 400 nghìn một kỳ. Cây số 1. 3 sen thắt ngọn hết rồi nha các anh chị. Cây số 2. 2,5 sen thắt ngọn. Cây hồng K1 hay còn gọi là cây hồng thiên lôi nha, số 3. 3 sen thắt ngọn. Cây số 4. Cây này thì cũng 3 sen thắt ngọn. Thắt ngọn hết rồi. Cây số 5. Cây này được hơn 3 sen, gần 4 sen. Cây số 6. Cây này thì chắc khoảng tầm 2,5 sen, gần 3 sen. Đó. Cây số 7. Giá đồng giá là 400 nghìn một cây nha các anh chị, 3 sen. Cây số 8. 3 sen. Cây số 9. Cây này thì hơn 4 sen rồi. Cây số 10. Cây này thì cũng tầm 4 sen. Đó, đều nhau hết như vậy ha. Cây hồng K1 hay còn gọi là cây hồng thiên lôi đó. Cây này thì hầu như phiên nào tụi em cũng bán và giá nó cũng chỉ tầm có mấy trăm nghìn một cây, chuẩn giống như thế này, mặt bông hồng K1 các anh chị, hồng thiên lôi. Cây này sổ tại Hải Phòng. Rồi phố Thiên Lôi Hải Phòng thì người ta đặt cái tên là cây hồng thiên lôi. Có người thì gọi là cây hồng K1, hồng trời đánh cũng là nó các anh chị. Bông này thì nó rất đẹp. Tiếp theo đây thì mình có 4 cái kỳ sâm hỷ, đồng giá là 180.000 một kỳ ha. À, kỳ thì đó các anh chị nhìn là biết nè, cây tụi em trồng ươm và rễ nó ấm chậu rồi ha. Đồng giá 180.000 một kỳ. Cây sâm hỷ này thì là một cây phi điệp tím, mặt hoa đẹp thôi. Thì những cái cây này mặt hoa rất là đẹp, các anh chị và các bạn muốn sưu tầm giống nhiều cho nên là Nguyễn cắt mắt mình ươm ra. Thì hiện tại cây nó đã ấm chậu như thế này. Cây số 1. 5 sen. Đồng giá là 180.000 một cây nha các anh chị. Cây số 2. 6 sen. Cây số 3. À, rễ như rễ quá trời. Cây này thì 8-9 sen vậy đó. Cuối cùng là cây số 4, đẹp nhất ở đây. 180.000 một cây ha. Cây này thì hơn 10 sen. Đó. Anh chị nào nhanh thì chúng ta chọn cây số 4 ha. Mặt bông cây sâm hỷ các anh chị các bạn xem ha. Đây là một cây phi điệp tím bình thường. Và nó bình thường nhưng mà cái bông nó đẹp thì mình sưu tầm giống mình chơi thôi. Đâu có nhất thiết là cứ phải là đột biến hay là năm cánh trắng chi cho nó mệt các anh chị. Bông đẹp thì chúng ta chơi ha. Hôm nay thì Nguyễn lên những cái cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. Nó nhỏ hơn những phiên trước một chút. Những phiên trước thì Nguyễn bán là 500.000 một cây ha. Thì hiện tại là giá bữa nay là 400.000 một cây cho những cái cây nhỏ nhỏ. Cây số 1. 4 sen. Đồng giá là 400.000 một cây nha các anh chị. Cây số 2 Hà Tĩnh. 6 sen. Cây số 3. Hơn 6 sen. Cây số 4. Tầm 7 sen á. Cây số 5. 9 sen. Đồng giá là 400.000 một cây năm cánh trắng Hà Tĩnh nha các anh chị. Cây này thì thân lá to khỏe, mập mạp, phát triển mạnh, mặt bông thì không thể chê, có điểm nào không có điểm nào chê. Nó đôi mắt gọn đẹp, mũi tím, năm cánh trắng tinh. Về thân lá thì phát triển vượt đông. Cây năm cánh trắng Hà Tĩnh này rất là đáng chơi nha các anh chị nha. Rất là đáng chơi. Ở khu bên này mình có mấy luống lan dendro. Bữa nay mình nhỏ ra khỏi chậu hết nha các anh chị. Để cân ký lên. Bán cho các anh chị nào mà có nhu cầu về ghép vào những cái nhà mình mà có những cái khúc cây hoặc là có những cây cổ thụ hoặc là có những cái cây đẹp để mà chúng ta ghép toàn bộ vào trên một cái thân cây thì hôm nay mình sẽ nhổ ra để mà cân ký. Thì ở đây nó là lan dendro nhiều loại, kể cả lan dendro màu cũng như là dendro nắng. Ví dụ như những cây này là cây dendro màu nè,
Bông này bông đen màu. Ở đằng kia là những cây đen nắng nè. Đây. Đen nắng thì cái giống nó cao to hơn. Ví dụ như đây là những cây nắng nè. Thì nó sẽ là hỗn hợp màu nắng lẫn lộn, nói chung là lan dendro thôi. Thì cây lớn cây nhỏ, ví dụ như cây tầm tầm này tầm trung nè. Cây nhỏ nhỏ tại vì nó nhiều loại và nhiều giống hỗn hợp nha các anh chị. Thì Nguyễn sẽ cân ký 3 ký 100 nghìn. 3 ký là một đống như thế này nha các anh chị nha. Rất là lớn. Bình thường các anh chị và các bạn ra chợ mua một cây dendro này không đã 50 nghìn nè. Thì ở đây mình bán 3 ký, 3 ký lan là 100 nghìn. Thì chỉ có 30 30 mấy nghìn một ký thôi. Một ký là các anh chị hay ra chợ mua rau thì biết một ký là nó nằm cỡ tầm nào rồi ha. Đây mình nhỏ ra khỏi chậu để bán thanh lý cân ký. Như thế này về các anh chị và các bạn chúng ta ghép vào những cái khúc cây ở nhà mình á. Ghép toàn bộ lên thân cây thì nó sẽ rất là đẹp ha. Đó, lan dendro Nguyễn Thanh Lý với giá là 100 nghìn cho 3 ký lan nha các anh chị. Đó. Thì về cái vấn đề trọng lượng á thì khi Nguyễn cân lên thì đúng 3 ký và Nguyễn sẽ cân cân vô vôi ra một tí để khi các anh chị và các bạn chúng ta nhận nó có mất hơi nước đi tí nữa một tí thì nó cũng còn được 3 ký cho các anh chị ha. Đó, ở đây mình có mấy luống mình sẽ nhổ sạch lên để cân ký bán thanh lý cái lô dendro này nha các anh chị. Về cây mình cân ký thì tình trạng cây nó sẽ như thế này nha các anh chị ha. Nó sẽ có cả thân già lẫn thân tơ nha. Đó, nó thậm chí nó có cả những cây như thế này. Đó, như thế này. Tất cả đây đều là lan còn sống hết nha các anh chị, không có cây nào chết nha. Đó, mình chỉ nhổ ra khỏi chậu thôi, nó như thế này. Đó. Về chúng ta trồng chăm sóc thì cây nó sẽ tươi đẹp ha. Ở đây Nguyễn Thanh Lý hàng như thế này. Đó, nó sẽ như thế này nha. 100 nghìn cho 3 kg lan dendro hỗn hợp. Còn về hoàng thảo kèn thì hoa nó tím đậm như thế này nha các anh chị. Đây nè. Hoàng thảo kèn rừng. Ở đây mình có nguyên một vườn rất là nhiều ha. Thì các anh chị và các bạn chúng ta mua thì mình sẽ bán theo những cái giò như thế này. Giò này được ghép vào bản giớn nha các anh chị. Đó, thì một giò nó sẽ gồm những cái thân già và thân tơ. Thì mình chỉ tính thân tơ, một thân tơ mà dài khoảng tầm 5-60 cm như thế này. Thì giá là 50.000 cho một một thân tơ, còn các cái thân già là không tính. Ví mình nói ví dụ như cái giò này là gồm một thân tơ, hai thân tơ, ba thân tơ và các cái thân này là các thân già thì cái giò này giá là 150.000. Đó, nó sẽ như thế này nha các anh chị. À, cây thì bắt đầu nó vào mùa bông thì các anh chị và các bạn thấy là lác đác cây nó nở bông này nè. Hoàng thảo kèn rừng đó, lác đác nó nở bông đây nè, nụ tím nè. Phần lớn thì những cái thân nó chưa ra ra hoa nhiều lắm nha các anh chị. Để nở lác đác như vậy thôi. Đây nè, một rừng luôn. Đó, một thân kích thước trung bình là 50 cm nha các anh chị. Thì một thân đó là 50.000 cho một thân. Còn các cái giò của Nguyễn thì Nguyễn ghép vào bản giớn nè. Hiện tại thì mầm gốc nó chưa lên nha các anh chị. Ở đây mình có những cái chậu hoàng lạp. Thì một chậu như thế này giá là 100 nghìn một chậu nha các anh chị. Cây hoàng lạp. Có người thì gọi là cây sơn thủy tiên nhưng mà nói chung đây là cây hoàng lạp hết nha các anh chị nha. Đây là cây hoàng lạp. Giá là 100 nghìn cho một chậu như thế này. Bông cây hoàng lạp nó là một cây bông màu vàng. Bông này thì nó ra một cái chuỗi rất là nhiều bông màu vàng rất là đẹp ha các anh chị. Thì ở đây đó những chậu như thế này. Mình bán là giá là 100 nghìn một chậu nha các anh chị nha. Cây hoàng lạp. Vừa rồi các anh chị và các bạn chúng ta hỏi kiều vuông thì ngày hôm nay Nguyễn lên những cái chậu kiều vuông giá là 200 nghìn một chậu. Và cách đây một hai hôm thì có những khách mà đã gọi điện trực tiếp mua với giá là 300 nghìn một chậu thì cái những cái chậu đó nó sẽ to hơn cái chậu ngày hôm nay nha các anh chị. Và chậu ngày hôm nay Nguyễn bán những cái chậu kích thước nó nhỏ hơn, giá là 200 nghìn một chậu. Đây là chậu số 1, các anh chị nào mua thì chúng ta chụp lại màn hình ha. Chậu số 1 nè.
Chậu số 2. Chậu số 3. Chậu số 4. Chậu số 5. Chậu số 6. Chậu kiều vuông số 7. Chậu kiều vuông số 8. Chậu kiều vuông số 9. Và đây là chậu kiều vuông số 10. Đó, những cái chậu này là giá 200.000 một chậu kiều vuông. Thì Nguyễn cũng nhắc lại là các anh chị và các bạn nào cách đây mấy ngày mà mua 300.000 một chậu thì cái chậu nó sẽ to hơn nha các anh chị. Cái chậu nó sẽ như thế này nè. Đó là nó sẽ khác. Thì ngày hôm nay Nguyễn lên 10 cái chậu như thế, mỗi một chậu giá là 200.000 ha. Anh chị nào mua thì gọi qua số 0961 851766, chụp lại màn hình thì nhân viên bên em sẽ gửi đúng cây cho các anh chị nha.